Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người, đây là một công việc. Đây là đi chít mạch mọi người ơi. Đây, chít những cái mạch gạch này. Đây. Đây là cái keo mọi người nhá. Đây, một cái tập cắt ra để chít mạch thôi mọi người ạ. Công việc rất nhẹ nhàng. Đây mọi người nhá. Mọi người cùng theo dõi nhá. Đây, giờ bắt đầu mình sẽ làm cho mọi người cùng xem. Đây mọi người ạ, đây là công việc thì làm rất nhẹ nhàng thế này thôi mọi người, rất đơn giản. Mọi người thấy thế nào công việc của mình? Thôi mình quay lại một đoạn để cho mọi người cùng xem thôi nhé mọi người nhé. Đây công việc đi chít mạch là thế này mọi người. Đây đi làm mạch cho mọi người, mạch thì mạch nhà vệ sinh thôi mọi người. Bắt đầu là để cho nó khô đi, lại vệ sinh lau chùi đi, thế là được mọi người ạ. Xin chào mọi người nhé. Nếu mọi người thấy hay nhớ like, đăng ký và ủng hộ kênh chúng mình. Xin chào, cảm ơn mọi người.